Bluetooth note. Trần là chỗ thảm thế tu hành trần.
mà ba mẹ mở hoa tràng, con nguyện hết ấy giả giữ an đạo màu. Dẫu rằng mẹ ngự nơi đâu, chúng con cố gắng lễ cầu giáng sinh, thọ trì dứt nguyện qua kinh, cuối sinh hoàng mẫu chứng minh ni lòng thành. Chương tòa đảnh lễ đại liên, cuối sinh lại mẹ tây cung chứng lòng. Mẹ ơi giờ ngự tiên bồng, có thấy con dài trần hồng thần sinh. Nguyên kỳ mạc pháp quân ba, đò chiều mẹ rước con ra tổ trường. Bấy lâu lạc lối lầm đường, ngày nay lại mẹ tỏ chương hộ phù. Nào ham giống lòng xe dù, nào ham cao trương màn lo làm gì, chỉ mong kề cạnh hoàng nghi, thỏa lòng ước nguyện bấy lâu trong chờ. Xuân về quý mão hai ba, đầu năm kinh chúc mầu nghi thượng đình, cầu linh mẹ hồng ân phổ chiêu, mẹ đổ dùng nam nữ tự linh, nguyên kỳ biết đặng sự kinh, học bài cho thuộc còn đi tụ trường. Nam mô kinh nguyện tòa chương, lâm thần hộ pháp mẫu nương hộ phù. Dầu cho trăm đắng ngàn cay, ngoài kia sông giữ ba đào chẳng ngang, quyết lòng về chốn cung phán, ngày nào gặp mẹ tương phùng long qua. Long qua chỉ mở quân kỳ, cho đàn con mẹ vào thi tù trường. Chào quý Phật tử. Dạ xin chào mọi người. Hầu năm chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, an lạc, thành công trong cuộc sống. Chúc quý người quý vị thật là nhiều may mắn an lạc nha. Vâng, xin chào mọi người ạ. Muốn về tiếng cảnh quê xưa, quê nhà có mẹ ngày đêm đợi chờ. Muốn về cho mẹ bế bồng, đài tiếng tay cảnh cảnh hồng cách ngăn. Mẹ ơi con trẻ nhớ nhà, quê xưa chốn cũ lão bà đợi trông. Trần hồng là cảnh
hẳn ê chề, không ham danh lợi, không mê cõi phàm. Quê xưa có mẹ trông chờ, quê tiên cảnh ấy mẹ ngồi chờ con. Ai còn thiếu dân tình thương, nghĩ về phương ấy tỏ chương mẹ hiền. Mong sao cảnh cũ quê tiên được về gặp được mẹ hiền mới an. Dù cho sống gần ba đào gian nan cực khổ lòng không thay lòng. Đầu năm chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, luôn được bình an vạn sự cát tường. Hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão. Hôm nay chính thức là hết Tết rồi, bắt đầu chúng ta trở về với một cuộc sống thường nhật. Chúng ta cũng phải tiếp tục cái cuộc sống này, phải bươn chải, phải hòa mình, có thể là cực nhọc để tranh đua với cuộc đời này và những niềm tin phía trước. Chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh thì lòng tôn kính với mười phương chư Phật, tôn kính với Tam Tòa Thánh Mẫu, các đấng thiêng liêng, các vị thần linh mà chúng ta tôn sùng chiêm bái. Sự tôn kính đó sẽ làm hành trang, làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Mong rằng một năm mới thắng lợi huy hoàng, nhưng hơn hết là đạo tâm bất tối. Chúng ta là người con của Phật, con của mẹ, chúng ta đang cố gắng mọi người nha. Qua clip này thì cũng mong rằng được chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn trong năm mới với quý Phật tử thân thương, quý vị ân nhân, quý mạnh thường quân đã tháng ngày qua đồng hành cùng với Minh Duyên Huệ Nhẫn trong nhiều công tác Phật sự cũng như thiện nguyện và làm tốt công tác an sinh xã hội. Hy vọng rằng trong bước đường sắp tới luôn được đồng hành cùng toàn thể quý vị, nhất là bà con Phật tử, quý vị quan sát ân nhân thương mến và đã đồng hành cũng như yêu mến qua bộ kinh khuyên đời tu niệm của đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn. Ơn trên
Ni Mà Trời Phật Mẹ Cha Độ Mình. Minh Duyên Huệ Nhân Thượng Trình, chúc cho mà ba tâm bà con mình được thiện chính. Năm ngày Quý Mão Thượng Trình, làm ăn mà phát đạt, gia đình giàu sang hà. Mới mọi người phát tài phát lộc chưa? Chúng ta trở lại với cuộc sống thường nhật, rồi lại bôn ba, rồi lại tranh đua, rồi lại giành giật với cuộc sống này, để cho những ngày sắp tới an yên hơn, thuận lợi hơn, thành công hơn. Đó là cái quy luật của cuộc sống này. Dù sao thì cũng chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự cát tường như ý nguyện. Rồi, nếu mọi người không có gì tâm sự, không có gì cần coi thì Nguyễn Nhẫn xin phép được dừng livestream ở đây nha. Chúc mọi người luôn luôn được an lành.